今天我正在如萍市场的门口，这是北河县的文化市场之一。接下来我请大家跟我一起去转一转，看有什么能买的。 我们看一下，这是桃，这是梨，这是黄瓜，这是农民自己种的黄瓜，很好吃。是哪个？梨，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 
quả này bao tiền một cân ạ? 250.000 bây giờ về đây thấy chỉ còn 33.000 nhé. Quần ngắn, quần dài nhé. Quần khóc, quần dài này. Đồng giá này, 33.000 một chiếc. Quần thịt nam này, 25.000 một chiếc. Bây giờ thay ý 10.000. Váy trẻ các cô 150.000, 120.000. Bây giờ thay ý 10.000 một chiếc nhé. 10.000 một chiếc váy rồi. Cái này 50.000 ba cái bà ơi. Bên kia bà lên kia kìa. 50.000 ba cái. Bà lấy ba cái kia này. Ba cái 50.000 nhé. Sôi sức. Mà làm gì nó phá nó tới nó phá mà tới nó giật lại. Bien.
水果的，右边是买一些家吃的菜的，我们一起来看。这边是卖苗族的鸡，我们一起去看他们买一些什么好看还是。Cô nhưng mà mưa quá thì không biết làm nào ấy. Lấy một cái đi cho dễ à. Ui. Cảm ơn nha.只想买一条回家。
Thank you.